Kênh học tiếng Trung Channel xin chào tất cả các bạn. Yu sàn ô dù. Ta pao Anh ấy chạy trở về lấy ô. Hôn tiệc cưới. Hẳn cao san Tôi rất vui vì bạn đã đến dự tiệc cưới của tôi. Hoi màu xám water xin was hoa đôi tất mới của tôi là màu xám par quả ói chờ ba par hình thiện những quả ổi này rất ngọt trai đoán trai trai khăn trai trai khăn đón thử xem 放学，单好。你们放学后要去哪里？你们放学后要去哪里？các bạn sẽ đi đâu sau khi tan học？雨伞，雨伞，雨伞，雨伞，o hay là dù。 例如他跑回去拿雨伞他跑回去拿雨伞阿奶在这喂雷哦他阿奶跑在回去这喂拿来雨伞哦哇啦呦他跑回去拿雨伞 anh ấy chạy trở về lấy ô huân yên tiệc cưới ví dụ lý rũ Hình cao xin nhì lại thân cha ùa tờ huân yên Hình cao xin nhì lại thân cha ùa tờ huân yên tôi rất vui vì bạn đã đến dự tiệc cưới của tôi Hình cao xin rất vui nhỉ bạn anh lại đến thanh cha tham gia tham dự ùa tạ của tôi hôn yên đám cưới tiệc cưới ùa tạ yên tiệc cưới của tôi hân cao sinh ni lại tham cha ùa tạ huân yên tôi rất vui vì bạn đã đến dự tiệc cưới của tôi huê sơ huê sơ huê sơ, sơ màu xám Ví dụ, lý dụ, Đôi tất mới của tôi là màu xám. water của tôi. Xin mới. đôi tất, đôi giớ, là Màu xám. Đây là tính từ nha các bạn xin 我的心话是灰色的. Đôi tất mới của tôi là màu xám. Ba lơ. Ba lơ. Ba lơ. Quả ổi. Ví dụ, lý rũ. Trơ xe ba lơ. Hình thiện. Những quả ổi này rất ngọt. Trơ xe. Nói về số nhiều, từ hai trái trở lên, từ hai trái ổi trở lên. Những quả ổi này ba lơ ổi trái ổi hình thiện rất ngọt hận rất thiện ngọt hình thiện rất ngọt chơ xe ba lơ hình thiện những quả ổi này rất ngọt tai tai đoán ví dụ ví dụ tai trai, khăn đoán thử xem hai từ này đi chung với nhau Tai tai đi chung với nhau là đón thử xem đón thử Khăn xem Tai tai khăn đón thử xem đón xem Tai tai canh đón thử xem đón xem, Phan xửa Phan xửa Phan xửa tan học, các mân học các hô Yêu các nà lì 你们放学后要去哪里? Các bạn sẽ đi đâu sau khi tan học? 你们 Các bạn 放学 Tan học 后 Sau khi Nói đến cái thời gian sau khi tan học 要 Muốn 去 Đi Đâu Ở đâu 你们放学后要去哪里? Các bạn sẽ đi đâu sau khi tan học? Bài học các câu giao tiếp của Jenny này đến đây tạm dừng rồi và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo nha. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để khi nào Jenny này có ra video mới thì các bạn sẽ đón nhận được ngay nhé. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.